Mình chào ở nhà, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2020 ha. Mình sẽ cho con đại bàng mình nó phi, nó chụp con cá nhiều quá. Chim thì không hết rồi. Giờ mình cho con đại bàng mình nó phi chụp con cá bác xem nha. Nó đang dòm mình. Bây giờ mình cầm con cá trong tay rồi, phan từ từ. Nó đang dòm. Đó. Chưa. Rồi, xử rồi. Chưa gì hết, xử rồi. Chụp rồi hả? Đó. Bay đẳng đi. Bay về. Rồi, thấy không? Chụp rồi xong rồi bay về thấy chưa? Nó thấy không? Nó phi nó chụp không? Nè. Gỡ chỉ ra để mày ăn thì chỉ sao? Chú ba gỡ thì chỉ ra. Gỡ thì chỉ ra chứ có gì đâu. Gỡ chỉ ra để ăn nha con. Gỡ chỉ ra, không ăn gì ăn đi đó. Rồi gỡ chỉ ra rồi. À, nó bắt cá ké nó ăn đó, nó đang ăn cá ké cho bắn theo. Dạ hết chim rồi, giờ này cọc cá ké nó cũng xử luôn. Đó, có thấy không? Okay. Nhưng mà mình muốn cho nó quang, mình đừng để cho nó ăn vậy. Mình cắt lấy kéo mình cắt ra cho nó ăn. Lấy kéo mình cắt ra nè. Nè, lấy kéo mình cắt ra, cắt phụ cho nó. Mình cho nó quang, chứ để mai mốt rồi nó đi ra rừng là nó ăn, nó chụp chim rồi nó không nghe mình cắt thì cho nó ăn đó, giờ mình cắt cho nó ăn. Cắt cái đầu. Đó nè, nó dần phai mình cắt cho nó ăn hơn, tại vì nhỏ lớn rồi, mình nuôi nó nhỏ lớn á. Mình cho cắt cho nó ăn vậy không à. Cắt ra. Nó lụm, dứt. Mày nắm nó sao tao cắt được. Con đưa cái chân đây ba cắt mới được chứ, rồi vậy sao mà tôi cắt xuống chân mày nắm thì sao tôi cắt được. Rồi chào các bác nha, thôi để mình cắt cái này, tại tay cầm điện thoại không có làm gì được á.